Bây giờ sẽ là thời gian gọi điện thoại của Thảo bắt đầu. Khi mà em chọn anh, nhưng mà hôm nay đến là sân khấu chuyện nào. Tại sao anh lại cảm thấy bất ngờ khi em gọi cho anh? Tại vì ban đầu em nói là cái bạn số 3 là đúng gu bạn trai của em mong muốn, cho nên nghĩ chắc là em sẽ chọn cái bạn số 3 hơn là chọn anh, nên có một chút hơi bất ngờ và một chút vui trong lòng. Bạn số 3 là bạn mà hội tụ mà có thể là những cô gái rất thích. Còn đối với em thì là em cần một cái gì đó chân thành hơn và nó an toàn hơn một tí. Và em nghĩ là anh sẽ là lựa chọn tối ưu dành cho em. Nhưng mà em có một câu hỏi dành cho anh. Đó là anh đến đây vì em hay là vì tiền thưởng ạ? Từ ban đầu thì anh đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều khi quyết định đi đến chương trình Tần Số Tình Yêu. Nhưng mà thì cái mục đích anh đến đây đó chính là vì anh không thích uống trà xanh, nhưng cái việc anh thích đó chính là trà trộn vào tim của em đó. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chưa quên. Cái mục đích anh đến đây đó chính là vì tiền của chương trình. Anh thật sự rất xin lỗi em vì đó. Nếu như mà bây giờ em nói là em rất là thích anh và em mong là anh sẽ anh hy vọng là sau này ra ngoài chúng ta có thể làm bạn, có thể đi ăn mọi thứ trừ được biển ra, và có thể đi du lịch đám bạn nào đó mà tận hưởng cùng với nhau. Xin lỗi em. Nếu như em nói là ngay bây giờ anh có muốn bỏ cái phần thưởng của chương trình 20 triệu đồng để về với em thì anh có bỏ không? Với tất cả những gì em thể hiện ngày hôm nay. Anh xin lỗi, anh không thể bỏ được. Nhưng mà anh mong sau này thì chúng ta vẫn có thể làm những người bạn tốt với nhau. Và có thể... Anh đi đi. Mời anh về với phần thưởng của anh. Phép nắm tay em bởi vì hồi nãy em có nói anh là một cái lựa chọn có thể không an toàn, nhưng mà anh nghĩ nó không đúng. Có nghĩa khi là nếu như anh đã đến với chương trình ngày hôm nay và anh thực sự nghiêm túc vì anh muốn chọn em là người đồng hành với anh trên những con đường sắp tới, anh mong rằng hôm nay em sẽ lựa chọn anh lại một lần nữa. Em rất là cảm ơn anh, nhưng mà ngay lúc này em chưa thể trả lời với anh. Anh hiểu cảm giác này, em sợ cái tình yêu này là nó không chính xác. Thì anh sẽ chờ câu trả lời của em. Anh xin phép ôm em một cái được không? Cảm ơn em. Anh rất xin lỗi vì ngày hôm nay anh thực sự là
chưa thực sự cố gắng. Nhưng mà anh sẽ gửi cho em một lời như thế này thôi. Nếu như mình không thể thay đổi ngày hôm qua, thì ngày hôm nay mình vẫn còn cơ hội. Anh sẽ mang lại cho em tình yêu chân thành. Em cảm ơn anh, nhưng mà anh không phải là lựa chọn của em. Khi nãy thì anh không có gọi điện thoại cho em vì anh muốn dành cho em một cái sự bất ngờ. Thật ra anh thì không có một cái điểm nào mà là gu của em cả. Nhưng mà nếu một người đàn ông ấy thật sự mà đã thích một người phụ nữ rồi thì anh sẽ gọi là chấp nhận thay đổi vì em. Và đó là lý do mà anh không gọi điện. Anh có nghĩ việc mình cố tạo cái việc điều bất ngờ thì nó sẽ đánh mất đi một vài cơ hội của mình không? Có chứ. Nhưng mà anh nghĩ là tất cả đều là duyên số. Anh cũng nghĩ là không biết là anh có phải là người mà em đợi ở trong cái cuộc và trong năm cuộc gọi đấy không? Nhưng anh muốn biết điều đấy, em có thể trả lời cho anh được không? Anh có nằm trong số những người mà em nghĩ là sẽ gọi, nhưng mà thật... Nhưng mà cuối cùng anh không gọi. Đúng rồi. Cái điều đấy có làm em hụt hẫng không? Có một chút. Khi mà mình hạnh phúc nhất á, là khi mình vừa trải qua những cái gì mà tồi tệ nhất mà mình được hạnh phúc. Nếu mà có thể thì anh rất là mong em sẽ về cùng với anh. Em cảm ơn. Em sẽ không có về chung với anh hôm nay được ạ. Ok. Mà rất mong sẽ có một ngày sớm nhất em về chung với anh. Thật sự đây là một mà tập hôm nay á là một cái tập rất là nhiều cảm xúc. Trương không phải là một người là không chân thật đâu, chỉ là bạn ấy vẫn chưa sẵn sàng chưa để sẵn có thể sàng bắt đầu mối quan hệ. Đúng rồi. Bạn ấy đã tổn thương, bạn ấy đã trải qua những mối quan hệ rất là khó khăn, và ngày hôm nay bạn ấy đến đây chỉ để có thể trải lòng mình nhiều hơn, chia sẻ mình nhiều hơn sau những tổn thương đó. Thảo ơi, hy vọng em sẽ luôn có những niềm vui trong cuộc sống, và các bạn cũng sẽ có những cái mối quan hệ. Trước tiên mình sẽ là bạn bè trước nha. Đúng rồi. Và sau đó giống như em đã chia sẻ với anh rằng là trong một cái mối quan hệ nào đó em sẽ tìm hiểu rất là kỹ. Ừ. Đúng không? Ừ. Cảm ơn Thảo đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Tạm biệt Thảo và hẹn gặp lại ở một dịp khác nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu.